Minh ở Đà Đông xin chào anh em và lên sóng cho anh em một đôi loa Bookcell của dòng điện tôn báo giá rất là phải chăng luôn, hàng bãi zin luôn anh em nhé. Loa Bookcell thùng gỗ lạng rất đẹp mắt luôn, anh em nghe trong phòng kín, phòng nhỏ, phòng làm việc, phòng ngủ mà ghép thêm vào bộ loa to anh em tuyệt vời. Bát 20, mang giấy và ngân vải, zin tuyệt đối luôn. Thông số trên loa này, độ nhảy 90, 6 ohm, 60W toàn. Qua loa nặng lắm anh em ạ, loa cực nặng luôn. Chiều cao loa là 42, chiều ngang, chiều sâu gần như nhau là 25 anh em nhé. Chiều ngang, chiều sâu gần như nhau. Và trái loa phải góc cạnh đẹp mượt mà luôn. Đôi trùng series anh em nhé. Chất âm hay, vừa tiền. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi.